Kính chào quý vị tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý thính giả, sau khi hai tác phẩm kinh điển tinh thần pháp luật của Montesquieu và bàn về hước xã hội, của Rousseau chuẩn bị về mặt lý luận cho cách mạng dân chủ tư sản Pháp ra đời người ta thường nói đến thuộc tính pháp quyền gắn liền với nền dân chủ tư sản. Người ta nói đến nhà nước pháp quyền tư sản, hệ thống dân chủ tư sản. Đến chủ nghĩa xã hội thì thuộc tính pháp quyền này lại ít được nhắc đến. Liệu chủ nghĩa xã hội có mang thuộc tính pháp quyền hay không và thuộc tính pháp quyền này khác với thuộc tính pháp quyền dân chủ tư sản như thế nào? Trong chuyên mục hôm nay, tôi một một em gửi đến quý thính giả bài viết Ăn ghen bàn về chủ nghĩa xã hội pháp quyền, bài viết được đăng trên tạp chí tuyên giáo.vn. Thưa quý vị, Anh ghen bắt đầu nghiên cứu sự hình thành thế giới quan pháp lý dân chủ tư sản từ trong lòng xã hội phong kiến, sự nghiên cứu về xã hội chính trị thời kỳ Trung Cổ. Theo Anh ghen, thế giới quan thời Trung Cổ chủ yếu là thế giới quan thần học, thế giới châu âu thực tế bị mất đi sự thống nhất nội tại đã được đạo cơ đốc đoàn kết lại để chống kẻ thù chung bên ngoài những tín đồ hồi giáo thế giới tây âu là một nhóm các dân tộc mà sự phát triển bắt nguồn từ những điều kiện của các mối tương quan luôn luôn thay đổi khi được công giáo đoàn kết lại sự thống nhất thần học đó không chỉ về phương diện tư tưởng nó tồn tại thực sự không chỉ ở sự hiện diện của giáo hoàng trung tâm điểm quân chủ của sự thống nhất đó mà trước hết là ở sự hiện diện của giáo hội được tổ chức trên những cơ sở phong kiến và tôn ti thứ bậc chiếm hữu khoảng 1 phần 3 toàn bộ ruộng đất ở mỗi nước. Giáo hội có sức mạnh to lớn bên trong tổ chức phong kiến. Giáo hội với sự chiếm hữu ruộng đất phong kiến của mình là mối liên hệ thực tế giữa những nước khác nhau. Bằng tổ chức phong kiến của mình, giáo hội đem lại tính chất thần thánh cho chế độ nhà nước thế tục, được tổ chức theo những nguyên tắc phong kiến. Xã hội hội phong kiến Tây Âu Trung Cổ được đạo cơ đốc thống nhất về mặt tinh thần thân nhằm tập hợp sự đoàn kết chống lại đạo hội. Trong sự thống nhất về mặt tinh thần ấy, người ta thấy sự ngự trị của tư duy thần học và giáo hội Đặc trưng của tư duy thần học là sự tin tưởng tuyệt đối vào một thế lực siêu tự nhiên mang tính thần thánh. Thế lực siêu tự nhiên thần thánh này quyết định tất cả. Sự sống hay cái chết của con người cũng được quyết định bởi Chúa. Với niềm tin như thế, con người sinh ra tâm lý lại chờ đợi vào sự ban phát từ Chúa. Họ không nỗ lực suy nghĩ tìm kiếm sự hiểu biết về những quy luật của tự nhiên và xã hội. Suốt trong một thời kỳ lịch sử dài của nhân loại sự kiềm hãm về mặt tư duy như thế đã dẫn đến kết quả là không có phát minh sáng chế về mặt khoa học kỹ thuật, không có thuốc chữa bệnh. Dịch bệnh đã hoành hành và lan rộng ở Tây Âu thời Trung Cổ cướp đi nhiều sinh mệnh. Tây Âu Trung Cổ trì trệ và thiếu sinh khí, con người bất lực trước tự nhiên hoài nghi sức mạnh lý tính của mình. Hỏi lại trong chờ vào Chúa, Chúa và sự cứu rỗi từ Chúa đã là niềm tin và sức mạnh không bao giờ trở thành hiện thực trong những niềm hy vọng mong manh của con người. Tình hình đó đã nhanh chóng thay đổi khi xuất hiện một tầng lớp thị dân mới trong lòng châu Âu. Tầng lớp thị dân thành thị bao gồm những người sản xuất hàng hóa và thương nhân khác biệt về cơ bản với phương thức sản xuất phong kiến chủ yếu dựa trên sự tự cung tự cấp. Thế giới quan thần học và trật tự xã hội phong kiến đã trở nên quá chật hẹp so với những điều kiện sản xuất và trao đổi hàng hóa đã nảy sinh ở trong lòng nó. Các công trường thủ công hình thành và cùng với nó là sản xuất hàng hóa để trao đổi. Trật tự mà giai cấp mới này tạo ra và đòi hỏi dẫn đến việc thay đổi trật tự phong kiến thần quyền thêm vào đó sự phát triển của khoa học tự nhiên và những phát minh khoa học mới đã làm lung lai tận gốc để những giáo điều thần học sự khác biệt đã xuất hiện niềm tin vào những năng lực tiềm ẩn trong con người đã được thức tỉnh khát vọng lý tính bùng cháy con người trở nên năng động hơn tích cực hơn trong sự khai mở của một thế giới quan mới ngọn cờ tôn giáo đã không còn có thể giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối trên lãnh thổ tây âu kể từ khi các tác phẩm của các nhà tư tưởng khai sáng phát xuất hiện một thế giới quan pháp lý mới đã hình thành đây là thế giới quan pháp lý cổ điển của giai cấp tư sản từ bỏ đấu tranh chính trị đồng nghĩa với từ bỏ khát vọng giải phóng giai cấp và từ bỏ yêu sách về sự bình đẳng đầy đủ đến từ việc phân bổ những lợi ích kinh tế và của cải vật chất những người công nhân nhận biết rất rõ rằng một sự bình đẳng đầy đủ thực chất chỉ có thể có được khi cải tạo một cách căn bản quan hệ sản xuất và phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong đó lợi ích của giai cấp vô sản được chú trọng và bảo vệ thế giới quan pháp lý vô sản vì thế khác biệt về chất so với thế giới quan pháp lý tư sản thế giới quan pháp lý vô sản đòi hỏi việc xác lập một sự công bằng thực chất trong lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội chứ không chỉ dừng lại ở những cơ sở pháp luật mang tính pháp lý một cách hình thức chủ nghĩa xã hội pháp quyền vì thế cũng khác biệt với pháp quyền và dân chủ tư sản ở chỗ không dừng lại ở việc xây dựng những thể chế pháp lý thuần túy mà còn sử dụng những thể chế pháp lý ấy để duy trì một sự công bằng và bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội khi sự công bằng và bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội vì một lý do nào đó bị xâm phạm thì giai cấp công nhân và nhân dân lao động hoàn toàn có quyền dùng những công cụ luật pháp của mình để can thiệp điều chỉnh. Trong nhiều trường hợp phải dùng đến những công cụ chuyên chính của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trật tự kinh tế của đời sống xã hội được quy định từ trong phương thức sản xuất vì thế chủ nghĩa xã hội pháp quyền. Với tính cách là một chế độ chính trị xã hội của nhân dân do nhân dân làm chủ phải xác lập được những quan hệ pháp quyền bảo vệ giai cấp công nhân và nhân dân lao động, từ ngay trong quá trình sản xuất của cái vật chất của họ. Giai cấp công nhân chỉ có thể bảo vệ được những lợi ích sống còn của mình dựa trên những cơ sở luật pháp của pháp quyền vô sản. Họ không được phép có những điều ảo tưởng quá xa xôi vào trật tự pháp lý dân chủ tư sản. Chính phương thức sản xuất hay nói một cách đơn giản hơn là cách thức sản xuất ra của cả vật chất cho đời sống xã hội mới là cái quyết định tất cả. Chủ nghĩa xã hội pháp quyền là khái niệm gắn liền với phương thức sản xuất. Pháp quyền là để bảo vệ sản xuất và suy cho rộng ra là để bảo vệ trật tự kinh tế công bằng bình đẳng trong đời sống xã hội. Mark đã giúp họ bằng cách chứng minh rằng tất cả mọi khái niệm pháp lý, chính trị, triết học, tôn giáo và những khái niệm tương tự của con người, xét đến cùng do những điều kiện kinh tế của đời sống con người, phương thức sản xuất và sự trao đổi sản phẩm của họ quyết định. Bằng cách đó, thế giới quan đáp ứng những điều kiện của đời sống và cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản đã được đề ra. Chỉ có sự thiếu những ảo tưởng trong đầu óc của công nhân mới có thể phù hợp với tình trạng họ không có tài sản. Và quan điểm vô sản đó hiện nay đang thực hiện cuộc diễu hành thắng lợi trên toàn thế giới. Đúng như mắt đã tiên đoán cuộc diễu hành thắng lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vẫn đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Chỉ phương thức và cách thức thực hiện có thể được điều chỉnh khác đi cho phù hợp với những chuyển biến kinh tế xã hội đang diễn ra trong thế kỷ 21. Chủ nghĩa xã hội pháp quyền xác lập và cung cấp những công cụ pháp lý bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân trong cuộc diễu hành chiến thắng của họ. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe nội dung bài viết ăn Game bàn về chủ nghĩa xã hội pháp quyền, bài viết được đăng trên tạp chí tuyên giáo.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ 15 phút ngày mai, 30 tháng 11 năm 2023. Thân mến chào tạm biệt.